Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 15 tháng 8, số thu ngân sách nhà nước do Cục Hải quan Thanh Hóa quản lý đạt gần 14.000 tỷ đồng, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm 2023. Thời gian qua, nhờ thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, thông quan nhanh chóng hàng hóa xuất nhập khẩu, số doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan qua Cục Hải quan Thanh Hóa tăng cao. Cục Hải quan Thanh Hóa cũng đã tập trung nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách. Năm 2024, Cục Hải quan Thanh Hóa ước số thu ngân sách nhà nước từ hàng hóa xuất nhập khẩu làm thủ tục tại đơn vị đạt trên 19.000 tỷ đồng, vượt 43% chỉ tiêu được giao. Trong đó, số thu từ dầu thô nhập khẩu phục vụ nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn chiếm tỷ trọng lớn với mức thu dự kiến đến hết năm đạt 16.700 tỷ đồng. Số thu từ các nhóm hàng xuất nhập khẩu ngoài dầu thô dự kiến đạt trên 2.900 tỷ đồng.